đèn và nước phép nha cả nhà. Bây giờ trời mưa rất là to cho nên là không thể đi lại chỗ của chú người rừng được. Bây giờ là mưa bắt đầu là giảm bớt lại rồi, thì sư thầy đang chuẩn bị để mà chắc một tí nữa thì sẽ đi ra chỗ người rừng nha. Mà Phúc rất là hy vọng là ngày hôm nay là mọi cái sự may mắn sẽ đến với chú người rừng, bởi vì vừa có một cái cơn mưa rất là lớn. Phúc tưởng tượng như là cái cơn mưa đó nó rửa đi mọi cái bệnh tật hoặc là những cái gì đó trong người của chú người rừng để tiêu trừ cái bệnh tật cho chú. Rồi em chào cả nhà nha. Sư thầy thì rất là giỏi như cả nhà, đã trị bệnh cho rất là nhiều người rồi. Và những trường hợp bị bệnh mà không có nói chuyện như chú người rừng thì sư thầy nói là cũng đã từng chữa trị cho vài người hết bệnh nha. Rồi em chào cả nhà nha, em chào cô chú anh chị nha. Được rồi. Là chú bị nặng lắm luôn hả sao? Vậy là phải chịu hả? Phải chịu vậy thôi. Thật sự rất là buồn luôn cả nhà. Sư mới vừa nói là chú phải chịu như vậy, không có trị được. Tại vì chú sư trị không được ra hết ai trị. Dạ. Chú sư trị nhiều người lắm rồi. Dạ. Thầy có biết cái lý do gì sao mà giống như chú nói chuyện được nhưng mà chú lại không nói không thầy? Con đi đại đa không cho nói đó. Dạ, nhưng mà cái bùa con đa nó cắm hết ra rồi. Nhưng mà sao lâu lâu chú vẫn nói được vậy thầy? Lâu lâu thì ông ráng nói được vài tiếng, một hai tiếng vậy đó. Dạ, là coi như giống như là chú muốn nói lắm nhưng mà chú nói không được. Nói chuyện với thầy đi. Nói không được. Thầy sư nói còn không nói. Biết là ta hư mà cũng theo cái điệu. Sư nói là chú người rừng muốn nói chuyện lắm nhưng mà không có nói được cả nhà ơi. Chú người rừng ăn cắp sách để học học luôn. Ra anh làm ổn vậy. Dạ. Là học không đúng cách hay sao? Không đúng cách của anh ta đó. Dạ. Làm sai việc của anh ta đó. Như bị tổng quả nhập mai vậy. Dạ. Chú đi học mà học không có đúng cách của bạn cấp hai cấp của anh ta học. Dạ. Không có nói rằng là chú này là biết cái cơ me rất là giỏi. Dạ thì con xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại trời mưa lớn lắm cô chú anh chị ơi. Là con đang ở cùng với người rừng. Mấy mươi năm rồi chưa thấy mặt. Đẹp trai không? Ai ai trong đó đẹp trai vậy? Hả? Nè nè. Đẹp trai ta. Nè. Cười cái chạy, cười cái. Được rồi thì mấy anh em con đang ở đây căng cao su cho người rừng của chú chị ơi. Thì có anh Tính Hậu Giang và anh Nhân nữa. Mai đồ chú, người ta là không biết đồ chú.
chị, cho nên có những cái đánh bạc kia lại được rất là nguy hiểm. Cười cái đây còn hơi mưa lớn quá, để con lo che nước nè. Dạ rồi cô chú anh chị, con hy vọng rằng cô chú anh chị sẽ đón theo dõi những tập tiếp theo nha. Con xin gửi lời chào và có tình hình gì mới thì con sẽ cập nhật cho cô chú anh chị nha. Hiện tại mưa lớn quá cô chú anh chị. Dạ rồi, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. À chào ấy. À chào cái đi. À chào. Không để gì chú ông uống thôi thầy. Sư thầy cũng đang nói chuyện với chú, nhưng không biết chú có hiểu hay không. Mẹ nói nã lắm. Mẹ. Mẹ nói nã lắm. Sư thầy có nói chuyện với chú mà chú nhưng mà chú không trả lời. Biết rồi. Thank you.
cái ly đó phải được để trong cái chai á, uống uống rót trong chai á, nó không đổ nước cho trong chai, có người rót vô chai cho ổng đi, chú nào ở ngoài vô rót đổ nước trong chai ra mình đổ ly nước vô, cái chai rượu á, chú vô đổ
đổ chai đó ra. Đây đừng đổ uổng luôn đi. Đổ chung cái ly nước đó vô trong cái chai luôn. Đổ chai rượu kia kìa, cái chai dịch cái miếng cao su lên cái chai rượu còn trong đó. Ông đi ra đi trong ép đổ đi, rượu ông lạ mà lại uống hồi không uống chai kịp á. Có chai rượu. Đó, chú uống hết rồi đó. Uống chai rượu quá, đổ chung vô chai rượu. Lấy cái ly đó rót chung vô chai rượu luôn đi. Được không thầy? Chai rượu nãy còn ở đây nè. Nè lấy cái chai đó đó, ông lấy ông rót vô luôn đi. Ở chỗ đó có cái chai đó. Chai rượu nãy không kêu rồi. Trong này nè, ở trong đó đó. Chai rượu ở trong đó đó. Đổi luôn chai kia cũng được kỹ. Đổi vô cái chai làm á. Đổi vô cái chai. Ý mới nãy ông luyện vô đó mà. Đổi vô chai ông cầm. Đổi vô đó đó. Nước uống. Rồi. Rồi đó, trong chai gì đó không ai uống. Yeah. Cái ly không chịu uống. Vậy mình chụp luộc ra đúng không? Nụ tập rỉ mình nụ chụp luộc. Dựng nụ chè từng nè con luộc.